Hôm nay mình sẽ chế biến và mình sẽ làm món mực nhồi chiên nước mắm nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi sơ chế mực nha. Rồi các bạn, mực để mình giữ được cái độ tươi á, mình lúc nào mình cũng dặn nước đá như thế này nè các bạn. Thì đây là đầu mực nè. Đó thì các bạn bỏ đi cái răng mực nha. Không biết các bạn thấy không? Đây cái răng mực nè. Mình nghĩ là nhiều bạn biết sơ chế rồi các bạn, nhưng mà mình chia sẻ ở đây nha. Mình chia sẻ một hai con thôi. Cái mắt mực này là các bạn, mình mà không bỏ là cái con mực của mình nó đen lùi luôn á. Rồi như vậy là xong rồi đó các bạn. Rồi đây là mực sau khi mình đã sơ chế xong rồi các bạn. Bây giờ thì các bạn sẽ rửa qua với hỗn hợp muối chanh, hoặc là các bạn rửa qua với hỗn hợp muối giấm nha. Rất là nhiều mực luôn, nhưng mà mình sẽ không có làm hết cái số lượng này nha các bạn. Mình chỉ làm một ít thôi, vừa đủ để gia đình mình ăn thôi nha các bạn. Rồi đây là mực sau khi mình đã sơ chế xong á, thì mình cũng dặn nước đá lên để mình giữ cái độ tươi cho mực á các bạn. Thì hôm nay mình mua được đến 2 kg mực ống, rất là tươi ngon luôn. Thì mình chỉ làm mà đủ với số lượng nhân mà mình chuẩn bị thôi. Nó cho nên là mình không có làm hết bấy nhiêu đây nha, rất là nhiều. Nhà của các bạn đông người hơn thì các bạn sẽ làm nhiều hơn của mình ha. Giờ mình sẽ đi chuẩn bị cái phần nhân để mình nhồi mực á các bạn. Hôm nay mình sẽ dùng là 300g thịt xay, 100g tôm xay, nấm mèo 70g. Rồi mình sẽ nhồi cho đến khi hết số lượng nhân này nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho gừng vào. Mình cho khoảng 1 muỗng canh gừng băm. Rồi bây giờ mình sẽ lên nếm gia vị nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng canh đường không quá vung. Rồi các bạn cho đây 1 muỗng cà phê muối, tức là 1 muỗng nhỏ như thế này nè các bạn. 2 muỗng nhỏ hạt nêm, nửa muỗng nhỏ bột ngọt. Bạn nào không thích ăn bột ngọt thì không cần cho vào ha. Rồi một chút xíu tiêu, 1 muỗng canh bột năng. Không có bột năng thì các bạn cho bột bắp cũng được ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ trộn đều, hoặc là các bạn có thể làm năng đôi tay, các bạn trộn để cho nó hòa quyện lại với nhau. Các bạn trộn và các bạn quết khoảng 5 phút nha các bạn, để cho cái phần nhân của mình nó sẽ dai ngon hơn. Rồi sau khi mình đã quết được 5 phút đó các bạn, thì lúc này các bạn sẽ thấy là cái phần nhân của mình nó dai như thế này ha, rất là ngon đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi nhào nhân nha các bạn. Mình mang bao tay nó hơi khó làm á các bạn, cho nên là mình chỉ cần rửa tay thật sạch rồi mình làm là được rồi ha. Sau đó thì mình sẽ cho một cái túi như thế này nè các bạn. Đó, để mình cho vào mực nó sẽ dễ hơn nha. Rồi các bạn cho đầu mực vào. Sau đó các bạn sẽ dùng xăm, dùng cái tăm nè, các bạn xăm trên thân mực, để khi mình hấp á thì nó sẽ không có bị nổ mực nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái lá chuối lên nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho mực lên nồi hấp, mình hấp chín nha các bạn. Trong thời gian mình hấp chín mực á, thì mình sẽ đi chuẩn bị nước sốt, đó là nước mắm đường. Rồi các bạn cho vào đây 2,5 muỗng canh đường. Hôm nay là mình làm số lượng nhân đó các bạn, là 300g thịt, 300g thịt xay, 100g tôm xay, 70g nấm mèo, cùng với là mình nhồi được là khoảng 1,5 kg mực nha. Thì hôm nay với lượng nhân như vậy các bạn, thì mình nhồi được là khoảng 1,5 kg mực nha. Thì với 1,5 kg mực nhồi thì hôm nay mình có cho đây là 2,5 muỗng canh đường, 1/3 muỗng canh hạt nêm, 4 muỗng canh nước mắm, 4 muỗng canh nước lọc, 2 muỗng canh nước cốt chanh. Rồi mình sẽ cho vào đây nửa muỗng canh tương ớt. Rồi mình cho thêm vào đây nửa muỗng canh ớt bột. Rồi
Rồi lúc này mực đã chín hết các bạn. Giờ mình sẽ gắp ra. Các bạn cho đây khoảng 2 muỗng canh tỏi băm. Rồi tỏi phi đã vàng rồi, bây giờ các bạn sẽ cho hỗn hợp nước sốt này vào nha các bạn, nước mắm đường. Các bạn có thể là cho lên một tí nước lọc để mà mình tráng nha. Mình đang để mức lửa nhỏ nha. Rồi các bạn sẽ chờ cho hỗn hợp nước sốt của mình sôi bùng lên, cũng như là hơi sánh một chút thì mình sẽ cho mực mình đã hấp chín vào ha. Rồi lúc này các bạn quan sát, các bạn thấy là sốt của mình nó đã rút bớt rồi, cũng như là nó hơi sánh sánh như thế này thì mình sẽ cho mực vào như các bạn. Rất là thơm và màu rất là đẹp nha. Mực ống của mình mua hôm nay các bạn nó cũng không có quá to nha. Nhìn nó uống luôn cái cân nha. Đó. Rồi nhỏ xinh xinh, uống. Rồi lúc này các bạn tăng lên mức lửa trung bình nha, mức lửa vừa. Rồi các bạn sẽ đảo nha. Để cho nó thấm đều nha các bạn. Rồi lúc này mực của mình cũng đã thấm nước mắm đường các bạn, rất là ngon và lên màu rất là đẹp rồi. Thì mình sẽ tắt bếp nha. Và cho ra đĩa thưởng thức nha các bạn. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món mực nhồi chiên nước mắm thật là ngon và đẹp mắt như thế này. Không chỉ phù hợp để mình làm cho gia đình, bạn bè thân yêu của mình thưởng thức, mà khi gia đình của mình có một dịp đặc biệt, khi có đám tiệc, có một buổi tiệc nho nhỏ, thì các bạn cũng có thể là vào bếp và làm món ăn này. Mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công và sẽ có thêm một món ăn thật là ngon và đẹp mắt như thế này nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi, chúc các bạn thành công và ngon miệng. Mọi góp ý và thắc mắc của các bạn hãy comment trực tiếp vào bên dưới, mình sẽ dành thời gian nhanh nhất để trả lời đến với các bạn. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye.